I Live Life. Sau 3 tháng ròng rã, cả nước cùng chung tay nỗ lực đẩy lùi thành công dịch bệnh COVID-19. Người dân dần quay lại nhịp sống thường ngày, các em học sinh háo hức đến trường sau kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử. Thì có niềm vui lại không được trọn vẹn. Đó là khi một vụ việc vô cùng thương tâm và đau xót xảy ra tại trường trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Cây phượng trong sân trường bất ngờ gãy đổ, đã cướp đi sinh mạng của một em học sinh 12 tuổi và khiến 17 em học sinh khác bị thương, trong đó có 2 em bị thương rất nặng. Cây phượng vĩ vốn là biểu tượng cho biết bao ký ức đẹp của tuổi thơ học trò, giờ đây bỗng chốc lại trở thành nỗi ám ảnh đau thương trong ký ức của thầy cô và học sinh trường trung học cơ sở Bạch Đằng và cả xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên, còn rất nhiều những vụ việc tương tự đã từng xảy ra khi cây xanh đổ, gây ra những thiệt hại nặng nề. Và sự việc này là hồi chuông báo động cảnh tỉnh toàn xã hội về vấn đề an toàn trong trồng cây xanh gần các công trình nhà ở, bệnh viện hay trường học. Có thể thấy, cây xanh gắn liền với cuộc sống đô thị của chúng ta hàng ngày, hàng giờ. Chúng mang nhiều giá trị về sinh thái, môi trường, sức khỏe, tinh thần, văn hóa lịch sử, du lịch, kinh tế. Tuy nhiên, việc trồng cây không đúng cách lại biến những lá phổi xanh của chúng ta thành những mối đe dọa tiềm ẩn. Vì vậy, qua video này, chúng tôi sẽ đưa ra 7 giải pháp nhằm giữ tối đa những giá trị mà cây xanh đô thị mang lại và phòng tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến cây được trồng ở quanh các khu vực dân cư, đô thị. Trước khi đi vào các giải pháp, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các nguyên nhân chính có thể dẫn đến cây xanh bị gãy đổ. 1. Gió bão và mưa lớn. Nước ta là nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa lớn và gió bão rất mạnh. Mưa nhiều khiến đất mềm yếu, kèm theo nếu có dông lốc gió giật mạnh là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều cây xanh không thể trụ vững. 2. Sâu bệnh. Với khí hậu nóng ẩm sẽ có rất nhiều loại nấm sâu bệnh phát triển mạnh, khiến cây nhanh già cỗi, mục nát, mất khả năng chống chịu với gió bão hoặc không chịu được chính tải trọng của cây. 3. Lựa chọn giống cây không phù hợp. Việc lựa chọn những giống cây không phù hợp với tính chất không gian, điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa bão lớn ở Việt Nam sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro gãy đổ. 4. Chăm sóc cây chưa thường xuyên. Những cây lấy bóng mát cần được thường xuyên cắt tỉa gọn gàng khi đến mùa mưa bão. Việc cắt tỉa không đúng cách như để thân quá cao, ngọn cây quá nặng, khiến cây dễ mất thăng bằng và dẫn đến đổ gãy. 5. Trồng cây khi cây đã quá lớn. Nhằm nhanh lấy bóng mát, việc trồng những cây trưởng thành là rất phổ biến. Tuy nhiên, việc trồng cây dạng ăn sổi như vậy không những không bền vững mà còn mang lại hậu quả khôn lường. Để vận chuyển cây trưởng thành, người ta thường phải chặt bỏ những rễ chính của cây. Cây sẽ phải sinh nhiều rễ nhỏ, rễ chùm quanh gốc, dẫn đến sự phát triển không cân đối, khả năng bám trụ của rễ trong đất không cao, không đáp ứng được tải trọng lớn của thân và cành. 6. Xây dựng công trình. Việc đào bới phục vụ xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình ngầm, nên hệ rễ của cây bị chặt đi nhiều và thiếu không gian đất để phát triển, dẫn đến không đủ sức để bám trụ. Trên đây là một số nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng cây xanh dễ bị gãy đổ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với phần quan trọng nhất, đó chính là những giải pháp giảm thiểu và phòng tránh tai nạn do cây gãy đổ gây ra. 1. Nâng cao cảnh giác, tránh dừng đỗ quá lâu tại những tuyến đường nhiều cây to trong những ngày mưa lớn. Tránh đứng gần những cây nghiêng bởi chúng có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào. Khi đi đường cần chú ý chủ động quan sát xung quanh, không vừa đi vừa chú ý vào điện thoại. Chúng ta cần tạo thói quen, cập nhật tình hình thời tiết thường xuyên, nhất là tình hình các cơn bão có thể đổ bộ vào nước ta, để chủ động đến nơi an toàn, cách xa những cây lớn trước khi bão tới. 2. Cắt tỉa đúng cách. Cắt tỉa cành cây khi chuẩn bị tới mùa mưa bão. Loại bỏ các cành cây khô, nấm, sâu bệnh. Cắt các cành quá lớn gây mất thăng bằng của cây. 3. Tạo rễ nhân tạo cho cây bằng trụ bê tông gần gốc, chống đỡ bằng cột thép, nhất là những cành quá nặng của cây. Cần nghiên cứu tính toán để trụ bê tông hay cột thép không gây ảnh hưởng đến giao thông người đi bên dưới và mỹ quan đô thị. Bốn, liên kết nhiều cây lại với nhau bằng dây cáp sẽ tạo thành một mạng lưới cây giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những cơn bão. Một cây thì dễ lao đao, nhiều cây nối lại bão nào thổi bay. 5. Quy hoạch đủ không gian đất cho cây phát triển. Cây cần đủ đất để phát triển bộ rễ, cân xứng với thân và cành ở phía trên. Phạm vi phân bố của bộ rễ cây rộng hơn nhiều so với độ rộng của tán cây. Thông thường với những cây gỗ lớn lâu năm thì cần có không gian đất, bán kính rộng tương đương chiều cao của cây. 6. Trồng cây khi cây còn nhỏ, cây nảy mầm từ hạt, còn các rễ chính. Điều này sẽ giúp cây phát triển bền vững, có bộ rễ phát triển dưới lòng đất cân đối với phần thân cành phát triển ở phía trên.
Việc trồng cây khi cây đã quá lớn, nếu chăm sóc tốt, có thể cây vẫn phát triển nhanh và xanh tốt, nhưng về lâu dài, cây phát triển không bền vững và kém an toàn. Trồng cây lấy bóng mát thì yếu tố an toàn phải được ưu tiên lựa chọn. Trồng một cây xanh cũng giống như xây lên một ngôi nhà, muốn ngôi nhà vững chãi thì móng dưới đất phải chắc chắn. Nhược điểm của việc trồng cây khi còn nhỏ đó là cần rất nhiều thời gian, cây phải mất tới nhiều năm liền mới có bóng mát. Với khí hậu nhiệt đới, nắng nóng như ở nước ta hiện nay thì đây sẽ là một trở ngại rất lớn. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách trồng kết hợp giữa cây lấy bóng mát bền vững lâu dài với cây lấy bóng mát trong ngắn hạn một vài năm. Với cây lấy bóng mát tạm thời, cần thuộc tính là phát triển nhanh, khỏe, sớm cho bóng mát. Có thể kể đến hai loại cây đó là cây đa búp đỏ và cây si. Nhược điểm của hai loại cây này là có hệ rễ phát triển mạnh ở cả thân và cành nên chiếm diện tích không gian lớn, không phù hợp với những không gian đô thị hẹp. Tuy nhiên sử dụng hai loại cây này làm cây bóng mát trong ngắn hạn một vài năm là ưu điểm tuyệt vời cho những khu vực không gian tái cấu trúc hay mới xây dựng và cần có bóng mát sớm. 7. Lựa chọn giống cây phù hợp. Để gây dựng được những cây xanh cho bóng mát tốt, đôi khi phải mất tới vài chục năm. Đó là khoảng thời gian rất dài và tốn nhiều công sức. Nhưng khi có sự cố xảy ra thì chúng ta lại phải ngậm ngùi chặt đi trong sự tiếc nuối. Nên ngay từ lúc đầu, cần nghiên cứu để lựa chọn giống cây phù hợp là yếu tố quan trọng nhất trong việc phát triển cây xanh bền vững và phòng ngừa hiệu quả các tai nạn đáng tiếc do cây xanh gây ra. Giống cây cần đảm bảo 7 yếu tố cơ bản sau. Yếu tố 1. Không có độc tố, gai góc gây nguy hiểm, dị ứng cho con người. Yếu tố 2. Phù hợp khí hậu. Cây cần đảm bảo phát triển ổn định trong môi trường khí hậu của khu vực trồng. Không nhất thiết cây phải phát triển quá nhanh, mà cây cần phát triển ổn định lâu dài. Yếu tố 3. Cây gỗ bền, kháng được sâu bệnh, nấm bệnh. Yếu tố 4. Cây không thu hút côn trùng, động vật nguy hiểm truyền dịch bệnh như muỗi, rơi, rắn độc. Yếu tố 5. Cây điều hòa vi khí hậu tốt, giảm bức xạ mặt trời. Yếu tố 6. Ưu tiên cây dáng thẳng, gỗ chắc khỏe, dễ cọc phát triển sâu dưới lòng đất, chịu được mưa gió bão lớn. Nước ta thuộc khu vực có nhiều mưa lớn, gió bão mạnh, do đó đây là yếu tố khách quan cần phải được lưu tâm phòng tránh hàng đầu. Yếu tố 7. Loại cây phù hợp với vị trí không gian kiến trúc. Ở những nơi đường phố hay vườn chật hẹp, nên trồng cây thân gỗ nhỏ hoặc trung bình, cành nhỏ, tán gọn. Ví dụ như cây bàng Đài Loan. Loại cây này được chúng tôi đánh giá đáp ứng khá nhiều tiêu chí và phù hợp với những đô thị chật chội. Cây thuộc cây lâu năm, thân gỗ nhỏ đến trung bình, thân mọc thẳng, tán gọn, rộng 2-3 mét, cành nhánh nhỏ mọc quanh thân chính, giúp cây có độ ổn định cao và ít bị ảnh hưởng bởi gió bão. Nếu cây có bị gãy, thì với cấu trúc cành nhánh nhỏ cũng không thể gây thiệt hại gì nhiều. Loài này có nguồn gốc từ Madagascar, nơi nổi tiếng với nhiều động thực vật đặc hữu. Giống cây này được Đài Loan đem về trồng phổ biến trên các tuyến phố. Cả Madagascar và Đài Loan đều là hai quốc gia cũng chịu ảnh hưởng nhiều bởi gió bão và đều đã phát triển thành công loại cây này. Tránh trồng cây thân gỗ lớn gần nhà và công trình. Do đặc tính nước ta nằm trong vùng bão nhiệt đới mạnh, cùng với khí hậu biến đổi thất thường, chúng ta không thể lường trước được sức mạnh của những cơn bão và chúng ta cũng không biết được chính xác khả năng chống đỡ gió bão của những loại cây. Do đó việc trồng một cây to trước nhà chẳng khác nào trồng lên một mối đe dọa nguy hiểm cho chính ngôi nhà và công trình của chúng ta. Để chắc chắn và đảm bảo an toàn, không nên trồng cây thân gỗ lớn gần nhà hoặc các công trình, kể cả loài cây đó có khả năng chống gió bão tốt. Với những loài cây thân gỗ lớn, khoảng cách tối thiểu với công trình để trồng là gấp 1,5 lần chiều cao trưởng thành phổ biến của loài. Nếu cây đạt độ cao lớn hơn khoảng cách tới nhà và công trình, cần có biện pháp cắt tỉa, kiểm soát chặt chẽ chiều cao của cây. Hãy lưu tâm, để những cây xanh chúng ta gieo trồng lên, không phải gieo lên những hiểm họa, mà thực sự mang nhiều ý nghĩa về một tương lai tươi sáng, nhiều giá trị tốt đẹp. Quay trở lại vụ việc cây phượng đồ vừa qua tại trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, có thể dễ dàng nhìn thấy những dấu hiệu mục nát nhiều phần ở rễ và gốc cây. Đây có thể là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng gãy đổ. Chúng ta sẽ cùng xem xét một số đặc điểm của giống cây phượng. Tên khoa học: Delonix regia. Cây thuộc loại ưa sáng, mọc khỏe, phát triển nhanh, không kén đất, hoa nở đỏ rực rỡ. Lá khá thưa, khả năng che chắn nắng ở mức trung bình. Cành nhánh dễ bị chết khô, cần thường xuyên phải cắt tỉa. Cành phát triển rộng, có thể rộng gấp đôi chiều cao, cộng với việc gỗ dễ gãy và khả năng chịu sức cản của gió được coi là trung bình thấp. Đó là những đặc điểm rất nguy hiểm dễ dẫn đến gãy đổ khi gặp gió bão lớn. Tuổi thọ không cao, trung bình khoảng 30 tuổi là đã già cỗi, thân có dấu hiệu mục rỗng, sâu bệnh, nấm bắt đầu tấn công. Dựa theo các đặc điểm trên, chúng ta cần phải đánh giá một cách công tâm rằng cây phượng không phải là cây bền vững để trồng ở khu vực đô thị nước ta. Nhiều tỉnh thành phố đã liệt cây phượng vào danh sách cây bị hạn chế trồng.
Nếu trồng thì theo chúng tôi cần kiểm soát chặt chẽ kích thước và chiều cao của cây ở mức an toàn, đường kính thân không quá 15cm, chiều cao không vượt quá 5m, đường kính tán không quá 3,5m, và cần phải thay thế dần khi cây bắt đầu có dấu hiệu già cỗi. Cần lưu ý rằng các yếu tố như cây phát triển nhanh, hoa đẹp, ít rụng lá, cây có tính thẩm mỹ cao, ít tốn công chăm sóc. Đây là những yếu tố phụ và không thực sự quan trọng trong việc chọn cây trồng lấy bóng mát. Yếu tố bền vững, không làm tổn hại đến con người là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu. Một cái cây, một hàng cây đẹp, không phải chủ yếu nhờ lá, hoa hay cành, vẻ đẹp đó chỉ được coi là bề nổi. Mà vẻ đẹp cốt lõi của chúng chính là giá trị gắn với sức khỏe, với thời gian, tri thức, trong những miền kỷ niệm và trong những câu chuyện chúng ta kể về chúng. Một hàng cây ở Hàn Quốc trở nên nổi tiếng và thu hút hàng ngàn lượng khách du lịch chỉ thông qua một bộ phim truyện tình lãng mạn. Hay ở đất nước Nhật Bản, tình yêu mà họ dành cho loài cây anh đào đã truyền vào chúng một vẻ đẹp kiêu hãnh đầy tự hào. Hay mùi hoa sữa của Hà Nội mỗi độ thu về càng trở nên nồng nàn và sao xuyến hơn qua ngòi bút của các nhà thơ nhà văn. Chính vì vậy, vẻ đẹp tinh thần của những hàng cây có thể bù đắp những thiếu sót về vẻ đẹp hữu hình của chúng. Vấn đề chúng ta cần đặt lên hàng đầu chính là sự an toàn của những hàng cây xanh đối với con người. Những cây có giá trị lớn về sinh thái, sức khỏe, du lịch có hoàn toàn xứng đáng để chúng ta kỳ công gây dựng, kiên nhẫn chờ đợi và chăm sóc. Để kết thúc cho video này, hãy cùng chúng tôi đi dạo một vòng quanh thế giới, ngắm nhìn những hàng cây tuyệt vời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. If you care enough for the living, make a better place for you.